ra người cô bưng ra, tụi con bưng ra. Cái đó là cá hay gì cô? Cái đây cá, cá cá tôm, cá thu à? Cá tôm với lại chả cá thu. Nó không ngon như cá thu cá rô, nhưng mà nó ngọt lắm. Ngọt cay quá. Cái bún quậy vui lắm. Bún quậy vui lắm. Em bún quậy vui lắm. Ăn vô là quậy luôn luôn. Em cắt ruột ở đây đó. Ăn vô tối quậy. Thì con của tại con một lên tiền không? Nay nay đang lên mướn cái này 2 cái. Đúng rồi. Nghe nó mở. Nay đang mở đó nè. Nay đang thịt đòn làm chỗ gì biết. Nhà cũng cũng con hả? Cái chất là cá tích. Thử đi. Cái đó là cho một cho cá ít cho miễn phí đi. Phí. Cái chất là giống cá chuồng mà dài dài xuống luôn. Đúng không? Cái khuôn dài dài như vậy, gọi là cái gì? Cái dấu nha. Không phải cắt cái tao, cắt cái tao ngắn 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 cái dài. Cái dấu là bị dài dài. Nó như con đường lắm. Đây coi. Hai tô dưới hai ly ba. Một tô. Một tô à, một tô có nơi ăn ba mươi. Tất cả cho coi. Giai đoạn đây là giai đoạn trồng. Giai đoạn đó là giai đoạn trồng cây chín. Không. Anh sao đây vậy? Em không quay em quẩy nước mắm thì quay này ý nghĩa hơn. Quan trọng á là quẩy nước mắm. Em là chỉ có tắt đèn quay nó mới đẹp thôi. Mẩy anh. Giờ sáng đèn quay cái gì? Sáng tắt quay được đẹp hết. Đâu làm đó luôn.
thiếu mắm hả? Quay đi, em đang quậy nước mắm. Đây là quậy nước mắm để ăn ăn bún quậy. Mục đích chính của... Một miếng đường, một miếng muối, nó bảo là miếng đường rồi. Điểm khác biệt giữa bún bình thường với bún quậy là vấn đề là quậy nước mắm. Chưa? Đó, đây vừa đủ xong rồi cắt chanh. Xạo quá à, thì là tắt. Nhỏ kia nó nói chanh giống giống vị xoài, rất giống vị mắm để chấm xoài. Đó, ngon chưa, hấp dẫn chưa? Nó kêu là quấy, quấy khi nào mà nó sệt sệt là tự mỗi ai ăn là phải tự đi pha, tự quậy mà ăn. Ra ngoài cho ớt vô nữa. Ok. Ớt xay vô. Qua đi. Qua đi.